Dạ, hello, em xin chào cô chú anh chị yêu hoa lan trên toàn quốc nha. Hôm nay em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình một vài cái chậu các lê gia tác phẩm, chậu tác phẩm đẹp, chậu em sẽ thuần chậu phi 21, chậu to như thế này luôn nè cả nhà. Hôm nay em chia sẻ một số cái mặt hoa này, cô chú anh chị nào mà mình yêu thích cái mặt hoa nào á mà mình muốn chơi chậu tác phẩm to này nè thì liên hệ theo số điện thoại là 0386 232357 nha. Đó là số điện thoại của em và số đó là số đăng ký Zalo luôn nha. Cả nhà mình có thể là liên hệ trực tiếp qua Zalo hoặc có thể là gọi trực tiếp theo số điện thoại giúp em ha. Thì đầu tiên trong cái video hôm nay á, em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình một cái chậu u ly hồng như thế này. Chậu u ly hồng nha. Cái chậu này của em khá là đẹp luôn. Chậu này về á, cô chú anh chị nào mà muốn sang qua chậu to á, cả nhà. Cả nhà mình có thể là mua cái loại chậu gỗ mà chậu cỡ phi 23 hoặc 28 á, cả nhà thả cái chậu này vô là cực kỳ đẹp luôn. Chậu này hiện tại của em á là nó đang đi ba hướng thân tơ và khá là đều chậu luôn ha. Đó, khá là đều chậu luôn. Đây, chậu nó phải tầm 13 hoặc 15 thân gì đó, 13 hoặc 15 thân á, chậu như thế này. Đó. Chậu này thì hiện tại là thuần chậu phi 21 rồi. Cái này về cô chú anh chị mình á mà muốn để như vậy cũng được nha, để như vậy cũng được hoặc cả nhà mình có thể là sang chậu cũng được. Tùy sở thích từng người ha. Mình có thể là để như vậy cũng được hoặc sang chậu cũng được. Ở đây á cái cây u ly này nè cả nhà. Nó khá là xiên bông, hầu như những cái thân già á, cái thân lúc trước á trồng á nó đều cho bông hết rồi. Đó, cái nó đều cho cần bông ở đây rất là nhiều ha. Đó. Và cái cây u ly này nè cả nhà, em thấy á là nó hay nở vào dịp Tết, nhất là cái cây hồng u ly này với cái cây bách tra fancy á cả nhà. Em thấy là nó hay nở vào cái dịp Tết á, rất là đẹp luôn. Đó. Hiện tại nó đang lên rất là khỏe. Chậu này á thì nó khoảng trống vẫn đang còn rất là nhiều, cho nên là về á, cô chú anh chị nào muốn sang chậu qua chậu lớn cũng được hoặc mình để như vậy cũng được ha. 350k cho một chậu u ly hồng như thế này, bao ship luôn. Chậu tác phẩm như thế này đó thì em sẽ bao ship cho cả nhà mình luôn ha. Chậu tác phẩm như này là em bao ship luôn. Đó, 350.000 một chậu này thôi, rất là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp luôn. 350.000 được bao ship luôn, rất là đẹp. Cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì liên hệ với em. 350.000 nha. U ly hồng. Rồi, và ở đây em có một cái chậu Mr. Gen nè cả nhà. Mr. Gen, chậu to, chậu tác phẩm luôn ha. Chậu tác phẩm trồng chậu phi 21 luôn. Chậu phi 21 luôn. Hiện tại là nó đang cũng 2-3 hướng thân tơ luôn cả nhà. 2-3 hướng thân tơ luôn. Chậu này thì em chia sẻ với giá là em còn một chậu thôi. Còn một chậu thôi, nói chung là ở đây có 1-2 lá nó bị lỗi nè. Có 1-2 lá nó bị tét, bị lỗi như thế này ha. Thì em chia sẻ luôn là 350.000 bao ship luôn cho nó gọn. Đó, còn một chậu này thôi. Em chia sẻ giá 350.000 bao ship luôn cho nó gọn ha. Cô chú anh chị nào mà muốn chơi thì liên hệ với em. Một chậu duy nhất này thôi, 350.000 em bao ship luôn. Đó, em bán cái giá nó êm một chút cho nó gọn ha. Nói chung á là chậu khá là nhiều thân và đã thuần chậu phi 21 như này rồi, rất là rẻ luôn rồi cả nhà. Chỉ có nói chung là nó chỉ bị một hai lá bị lỗi như thế này nè. Đó, nó có bị 1-2 lá nó tét thân như thế, tét lá như thế này thôi. Nó vẫn không ảnh hưởng bất cứ cái gì hết nha cả nhà. Đó, cây này, cái chậu này là hôm trước nó ra rất là nhiều bông luôn nè. Đó, cái Mr. Gen này cả nhà, nó rất là xiên, hầu như cái thân nào nó lên nó cũng cho bông hết á. Cái dòng mà Nacon chai sĩ Gen này á, nó gọi là Mr. Gen á, nó cực kỳ xiên luôn và rất là đẹp, màu vàng lưỡi đỏ rất là đẹp luôn ha. 350.000 cho cái chậu đó luôn. 350.000 cho cái chậu đó luôn. Cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì liên hệ với em. Rồi, tiếp theo nữa, ở đây còn một chậu cây lục đại thượng Meridin này cả nhà. Cái cây lục đại thượng này cả nhà, thì hầu như trong chậu á thì em sẽ có tách âm. Đó, có tách âm, tức là em tách khoảng 2 cho tới 3 giả hành, em sẽ cắt một nhát cắt để cho nó lên cùng lúc nhiều cái hướng thân tơ cả nhà.
cái cây Meridin này nè, nó ra bông rất là đẹp luôn. Nó là một cây hoa trung, hoa nó khoảng độ là 8 tới 9 cm. Đó, một cái cây hoa cánh sáp. Hoa cánh sáp rất là dày và rất là thơm luôn, chơi hoa rất là lâu. Đó, nó hoa nó là dạng hoa chùm, hoa nó phải được khoảng cỡ độ là 5 tới 7 bông, rất là đẹp luôn. Và vừa rồi á cả nhà, đây nè, vừa rồi những cái chậu này á, cái bông mẫu là của những cái chậu này luôn nè. Đó, nó lên cùng một lúc rất là nhiều cần bông luôn, 2-3 cần bông thôi là cả nhà mình có được một cái chậu tác phẩm cực kỳ đẹp rồi. Một chậu một cần bông như này mà nó lên khoảng độ từ 3 tới 5 bông thôi. Đó, mà nó lên từng khoảng độ chừng 3 cái cần bông một lúc thì cả nhà mình biết rồi, cái chậu là cực kỳ đẹp và cực kỳ thơm luôn. Đó. Chậu này á em chia sẻ là 350.000 luôn, 350.000 cho cái chậu này luôn. Cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì liên hệ với em. Meridin, còn có thể gọi là lục đại thượng, cây thuần chậu phi 21 luôn rồi. Đó, về cô chú anh chị mình cứ treo lên và chăm sóc bình thường thôi. Đó, nó đang lên thân tơ khá là khỏe luôn nè. Đó, đang lên thân tơ khá là khỏe luôn. Đó. 350.000 thôi. Cây thuần chậu khá là đẹp cho cô chú anh chị mình sưu tầm luôn. Đó. Giá rất là êm luôn rồi. Rồi, và ở đây em có một cái chậu. Cây này là cây Thông Su Ban Gôn. Còn hay có thể gọi là cây thông su van số 5. Đó, thông su van số 5. Hoặc có thể là gọi là thông su ban gôn. Cái cây thông su ban gôn này nó cũng khá là xiên bông. Khá là xiên bông. Hầu như nó có bông ở rất là nhiều, ở ngay những cái thân già luôn nè. Thân già lên là đều cho bông rất là nhiều rồi. Đó, cái cây thông su ban gôn này hiện tại chậu em chia sẻ cũng như thế này. Cũng rất là nhiều thân luôn. Đó, đang lên khá là nhiều thân. Và cũng phải là tầm 3 tới 4 hướng thân tơ. Đó, một chậu như thế này nó lên phải 3 tới 4 hướng thân tơ. Trồng chậu phi 21 luôn rồi. Tất cả đều là thuần bằng vỏ thông hết. Chậu phi 21 thuần bằng vỏ thông. Đó. Giá chậu này chia sẻ cho cô chú anh chị mình là 350.000 luôn. 350.000 cho cái chậu này luôn. Cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0386232357 nha. Đó là số điện thoại Zalo của em luôn. Hôm nay á, trong cái video này em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình toàn bộ đều là cây tác phẩm. Cây thuần chậu phi 21, chậu đẹp. Đó, chậu tác phẩm, chậu đẹp cho cô chú anh chị mình sưu tầm. Cô chú anh chị nào mà chưa có giống á, mình có thể là sưu tầm về mình chơi ha. Những cái chậu như thế này á, về mình để như vậy cũng được. Hoặc là mình mình có cái loại mà chậu đất loại to á cả nhà. Chậu đất hoặc là chậu gỗ đó, có thể là dùng cái loại chậu nhựa giả gỗ cũng được cả nhà, nhìn nó cũng rất là đẹp đó. Còn ở vườn em á, em phải trồng như thế này nè cả nhà, trồng vô những cái chậu này. Thứ nhất là nó đỡ chiếm diện tích, thứ hai là gói hàng đi nó rất là khỏe, nó ít có bị va đập vào chậu vào cây đồ, nó ít hạn chế hư cây đó. Rồi, 350.000 cho một chậu như thế này nha. Khá là nhiều thân luôn. 350.000 thôi. Cô chú anh chị nào mà sưu tầm cái cây thông su ban gôn đó thì mình liên hệ với em. Đó. Qua số điện thoại là 0386232357 nha. Đó. Rồi, ở đây em còn một cái chậu hắc u ly hồng nữa nè. Còn cây này là cây hắc u ly. Cây hắc u ly. Đó. Hắc u ly, và ở đây em chỉ còn một chậu này thôi. Ở vườn hình như còn một chậu này thôi. Cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì liên hệ với em. 350.000 cho cái cây hắc lai u ly này. Cái cây hắc u ly này cả nhà, cái bộ thân lá nó khá là to. Cái nó là dạng lá muỗng á, lá úp thề vậy nè. Đó, cái lá nó úp thề kiểu này nè. Thân lùng to như cái ngón tay vậy á, nhưng mà cái bản lá nè, cái bản lá cả nhà mình xem à. Đó, đặt nguyên cả cái bàn tay vô là hết luôn. Đó, đặt nguyên cả cái bàn tay vô là hết luôn. Thân cái bộ lá nó khá là to. Bộ lá khá là to luôn, rất là đẹp. Cái màu cũng vậy, cái màu cây này nó khá là đẹp. Khuôn hoa khá là tròn. Khuôn hoa rất là tròn và rất là đẹp. Cây hiện tại thì thuần chậu cho cô chú anh chị mình luôn rồi. Thuần chậu luôn rồi. Giá em chia sẻ là 350.000 luôn. 350.000 cho cái chậu này luôn. Cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì mình liên hệ với em theo số điện thoại là 0386 232357.
350 ngàn cho cái cây hồng u ly như thế này. Cây đang phát triển rất là đẹp luôn. Đó, giá cũng rất là êm, chỉ có giá là 350 ngàn. Đó, có chú anh chị nào mà sưu tầm thì liên hệ với em. Rồi, và cuối cùng trong cái video hôm nay á, em sẽ chia sẻ một cái chậu Cha Quy Quan Sunset No 2. Cha Quy Quan Sunset No 2, một chậu duy nhất, một chậu duy nhất giá 350 ngàn luôn nha. Một chậu duy nhất giá 350 ngàn luôn. Chậu to rất là nhiều thân. Đây, chậu phi 21 luôn. Nè, cái chậu của nó, chậu nguyên một ôm luôn này cả nhà. Đang rất là nhiều thân luôn ha. Đang lên cái mầm khá là đẹp. Đó, đó, 350 ngàn cho chậu này luôn. Cha Quy Quan Sunset No 2. Cô chú anh chị nào mà sưu tầm cái cây này á thì mình liên hệ với em ha. Cái cây Cha Quy Quan Sunset No 2 này nè cả nhà. Cái thân lá nó rất là khỏe và rất là to. Cái thân của nó phải bằng hai ngón tay á nè. Cái thân của nó phải bằng hai ngón tay á cả nhà. Nó rất là to, thân rất là mập, to cao và rất là khỏe luôn. Cái móc của em á là em xài cái loại móc 45 cm, mà cái thân nó cao là cao bằng cái móc luôn cả nhà. Đó, cái thân nó cao bằng cái móc luôn á. 350 ngàn cho cái chậu này. Cây thuần chậu khá là lâu rồi. Hầu như là những cái chậu mà chậu tác phẩm này nè thì em thuần chậu khá là lâu rồi. Đó. Rồi trong cái video hôm nay em chia sẻ một số cái mặt hoa các loại da, các loại da tem, chậu tác phẩm đẹp, chậu to, chậu nhiều thân như vậy á, thì cô chú anh chị nào mà yêu thích mặt hoa nào mình có thể là liên hệ với em để sưu tầm nha. Rồi, em xin chào cả nhà. Hẹn cô chú anh chị mình vào những cái video khác. Em sẽ chia sẻ thêm cho cả nhà mình một số cái mặt hoa để cả nhà mình cùng xem và cùng sưu tầm ạ.